Những hộ mới thoát nghèo vẫn có thể được vay vốn ưu đãi để có thể sản xuất và đảm bảo cuộc sống của mình. Nhằm hạn chế những trường hợp tái nghèo do thiếu vốn, thì Ngân hàng Nhà nước hiện nay đang lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo quyết định của Thủ tướng về việc cho vay hỗ trợ đối với những hộ mới thoát nghèo tại Ngân hàng Chính sách Hà Nội. Theo đó, hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách Xã hội trong vòng 3 năm kể từ ngày xác định thoát nghèo để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững. Hộ mới thoát nghèo không phải thực hiện đảm bảo tiền vay tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Mức cho vay do Ngân hàng Chính sách Xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay tối đa phục vụ sản xuất kinh doanh đối với hộ nghèo được quy định trong từng thời kỳ. Lãi suất cho vay đối với mỗi hộ thoát nghèo bằng 130% lãi suất cho vay đối tượng hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện cả nước còn khoảng 2 triệu hộ nghèo với mức thu nhập bình quân 400.000 đồng một người một tháng.